Xin chào, rất vui lại được gặp các em. Các bé ơi, có khi nào ở nhà mẹ nhờ rót nước, đấm lưng thì các em ham chơi nên nói chút nữa con làm không? Vậy là mình chưa thương mẹ nhiều đó. Thương mẹ thì thấy mẹ mệt, phải chăm mẹ ngay. Để chị kể cho các em câu chuyện về lòng hiếu thảo nha. Câu chuyện ba cô gái. Ngày xưa có một người phụ nữ nghèo, sinh được ba cô con gái. Bà rất yêu thương các con gái của mình, lo cho các cô từng ly từng tí. Nhà nghèo, chồng lại mất sớm, người mẹ phải một thân một mình bươn chải, làm lụng vất vả để nuôi các con, nhưng bà không hề phàn nàn. Được mẹ yêu thương, chăm sóc, ba cô con gái lớn nhanh như thổi. 16 mùa trăng trôi qua, cả ba lớn lên đều đẹp như trăng rằm. Khi các cô đến tuổi cập kê, thanh niên trai tráng làng bên nhiều người ngấp nghé. Thế rồi lần lượt hết cô này đến cô khác đi lấy chồng, chỉ còn bà mẹ ở lại nhà một mình. Hằng ngày bà chỉ bầu bạn với những chú chim non, chú sóc nhỏ trong vườn. Lắm lúc trời về chiều, bà lại ngồi một mình nhớ về các con. Năm tháng trôi qua, bà mẹ tuổi mỗi ngày một cao, sức mỗi ngày một yếu. Một hôm thấy trong người mệt mỏi, bà biết mình không sống được bao lâu nữa. Bà nhớ con gái lắm, nhưng ngặt nỗi cả ba cô đều ở xa quá nên bà không thể đến thăm được. Chòm xóm láng giềng cũng chẳng có ai quen thân để bà có thể nhờ gửi một lời đến các con. Nghĩ mãi, rốt cục cũng chỉ có chú sóc trong vườn nhà mỗi ngày bầu bạn với bà mà thôi. Bà viết ba lá thư rồi nhờ sóc con đưa cho ba cô gái. Bà dặn sóc: "Sóc con ngoan, sóc hãy nói với các con của ta là ta đang ốm và báo chúng về ngay là thăm ta sóc nhé." Sóc con vâng lời mang thư đi. Sóc đi ròng rã một ngày một đêm thì đến nhà cô chị cả. Cô chị cả đang cọ chậu đằng sau nhà. Sóc con đưa thư cho cô và nói: "Chị cả ơi, mẹ chị đang ốm đấy, bà muốn gặp chị. Chị hãy về thăm mẹ ngay đi." Nghe Sóc nói, cô cả đáp: "Thật ư Sóc, mẹ chị đang ốm à? Ôi, chị buồn quá, chị thương mẹ chị quá, chị cũng muốn về thăm mẹ ngay, nhưng chị có phải cọ xong mấy cái chậu này đã." Nghe chị cả nói xong, Sóc con giận dữ: thương mẹ mà lại còn cọ chậu rồi mới đi thăm mẹ. Thôi, vậy thì chị cứ ở nhà mà cọ chậu đi." Ngay lúc đó cô chị cả ngã lăn ra đất, cái chậu đang cọ dở úp lên lưng. Cô biến thành một con rùa to. Xấu hổ quá, chị cả bò ra khỏi nhà đi mãi mãi. Sóc con lại đi đến nhà cô gái thứ hai. Phải mất ròng rã một ngày, một đêm nữa thì Sóc mới đến được nhà cô. Cô hai đang ngồi xe chỉ bên khung cửa trước nhà. Sóc con liền đưa thư rồi nói với cô hai: "Chị hai ơi, mẹ chị đang ốm đấy, mẹ chị muốn gặp chị. Chị hãy đến gặp mẹ đi." Nghe Sóc con nói, cô hai đáp: "Ôi trời, thật hả Sóc? Mẹ chị đang ốm hả? Ôi, chị thương mẹ quá, chị muốn về thăm mẹ, yêu quý mẹ của chị ngay. Nhưng chị còn bận xe cho xong chỗ chị này đã." Nghe cô hai nói, Sóc con vừa giận dữ vừa thất vọng: thương mẹ mà lại còn phải xe chị đã rồi mới đi thăm mẹ. Thôi được, nếu thế thì chị cứ ở nhà mà xe chị suốt đời đi." Sóc con vừa nói xong thì cô hai biến thành con nhện, cứ lầm lũi giăng chị ở một góc tối trong nhà. Sóc con vẫn chưa nản lòng, nó lại tất tả đi thêm một ngày nữa thì đến nhà cô gái Út. Cô đang nhào bột, Sóc con đưa thư cho cô Út. Đọc xong thư, cô Út hốt hoảng tất tả gói đồ cùng Sóc đi thăm mẹ ngay. Thấy cô Út thật tình thương mẹ, Sóc con âu yếm nói: "Chị Út ơi, chị đúng là người con hiếu thảo." Sóc và cô Út băng rừng lội suối rồi cũng về đến nhà. Thấy bóng dáng nhỏ bé của mẹ già trước thềm cửa, cô Út chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Rồi cô đi nấu cháo, sắc thuốc cho mẹ uống. Khi mẹ, cô Út và Sóc con đang cùng ngồi chơi với các chú chim nhỏ thì có một con rùa và một con nhện bò vào.
Tuy họ đã bị biến thành rùa và nhện, nhưng người mẹ thương con đã biết ngay đó là hai đứa con của mình. Bà chạy lại ôm chầm lấy hai cô con gái của mình. Cô hai rùa và cô ba nhện thấy vậy thì ân hận lắm. Cả ba cùng ôm chầm lấy nhau mà khóc. Cô Út thấy thế thì nói với Sóc con. Sóc ơi, các chị của tôi đã hối hận lắm rồi. Sóc hãy thương mẹ tôi, biến các chị tôi trở lại như cũ đi. Sóc con thấy hai cô chị đã hối lỗi, liền biến hai cô chị thành hình người như cũ. Từ đó, người mẹ không còn cô đơn nữa, vì ba cô con gái dù lấy chồng xa nhưng vẫn thay phiên nhau mỗi tuần về bầu bạn, chăm sóc mẹ của mình. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các em thấy chưa? Sau khi nghe câu chuyện này, mỗi khi thấy mẹ mệt, hãy chạy lại ôm mẹ thật chặt, rồi rót nước, đấm lưng cho mẹ đỡ mệt liền nha. Hẹn gặp lại các em. Tạm biệt.